Rồi rồi rồi, hello, xin chào anh em đã trở lại với video toàn thể anh em nha. Hôm nay tiếp tục lại quay về cái ác 2 anh em nha. Ác tô thắng 200 này. Trời ơi. Đó, mình sẽ xin con. Xin rất nhiều thứ cần anh em ạ. Xin can đông đi. Nhìn yếu nhưng khỏe. Nào bạn này China, đối thủ của China anh em ơi. Yếu đúng rồi, quân này yếu nhưng mà rất là khỏe luôn. Luận VN dễ không? Mình mọi người ở danh mọi người mở legend đó. Bạn luận VN là bạn mới à? Toby 13 vô. Bạn Toby này mình kích bạn ấy lại vào rồi. Chào luận thành viên mới. Có vẻ chuyến này thu nhập thành viên mới hơi bị nhiều anh em ạ. Mở dương này em ơi. Tránh ơi xanh vàng. Sầu vặn khóe. Đánh nhiệm vụ anh em nhé. Đánh nhiệm vụ này chắc khả năng đối thủ khóc thét mất. Chứ không phải là ấy đâu. Mình nói khả năng khóc nhè luôn nhé. Tuần này có rồng ạ. À, con ở ác 2 anh. Con AR che quen là sắp được rồi. Anh à, gặp ngay cấp 8 hướng ạ. À, không phải đùa đâu. Gặp ngay cấp 8 này là VIP đấy. Hoàn toàn là ghê luôn. Bóng ai xanh vàng. Đôi mắt trăng sầu nặng khóe. Bóng ai xanh vàng. Sầu nặng khóe. Sầu nặng khóe. Buồn với chúng tôi à? Buồn với chúng tôi à? Phóng to thêm anh em nhé. Phóng to thì con bắn Blackini mình đoán là đau cực kỳ luôn. Không phải gì phải sợ các bạn ơi. Chiến đấu hết mình cho mình nào. Chiến đấu đâu đầu, chiến đấu hết mình. Hết mình. Chiến đấu hết mình. Chiến đấu hết mình. Chào luyện thành viên mới. Tôi thắng 200. Cứ phải chào nó đàng hoàng. Ok, mình sẽ tự test cho con rồng phóng to này nha anh em nhé. Mình đoán phóng to này khả năng mấy bạn này chết rồi. Khè cho thì nhấc người với anh em ạ. Mình cảm thấy khè rất là đau anh em ơi. Không thể đỡ ứng nổi luôn anh em ạ. Bạn này level rất là khỏe nhưng mà mình rất là tiếc anh em ạ. Chịu ơi, cứu nhanh. Cứu nhanh. Win luôn anh em ơi, bạn này có vẻ chống đỡ rất là tốt đấy. Nhưng mà quân bạn này mình thấy xem nào. Cái dương vàng hướng là khả năng không biết được epic không. Ui, nói cấm có sai luôn. Epic anh em ơi. Hai tổ lốc. Và epic mình đoán là ở 4x4, vậy là tiên nữ ác 2 của mình khả năng lên được level 3 anh em nhá. Rất là VIP đúng không? Thông tin rất là vui đúng không? Bạn cấp 8 này mình thấy bạn này level tướng rất là cao, tận level 5 luôn anh em ạ. Soul Cooking level 5, Mage level 5, không phải đùa đâu hướng ạ. Ác VIP đấy. Giống kiểu chơi nháp chiến. Ok, bây giờ đánh trôn tem tiếp anh em nhé. Đánh một ván là bóng ai dở ngàn. Chào anh né. Nào anh né né. Thôi tính nghe tí anh em nhé. Từ nãy giờ anh kêu anh chạy cho tính tí gì cho nó bé tí này chết người không. Ok, đúng rồi, anh tin tưởng mày có này tìm tôi đi. Thần chết thì chúng tôi à, chết là chắc.
chết rồi thắng sinh nhân tàng chào vận chớ chào vận chớ này chết chưa, ăn đòn nện đòn ấy, bị dính trưởng ấy. Chào lộng que lần lộng que lúng que lộng que chết anh em à, mình sẽ phải thổi về anh em nhá, thổi về liên tục để bảo vệ cái bạn Black Kimmy này. Ôi sai lầm rồi, chết rồi, chết rồi. Có phá nhân tài không các bạn ơi? Các bạn cứ từ chào luận que luận que. Ok anh em ạ, bộ ba chém xanh luôn, bộ bà chém xanh chém xanh. Bây giờ mình sẽ ra rông. Thôi thoải mái, đoạn này mình bán bộ ba cung ở trước tết anh em nha. Thằng Trung bạn này một thời gian bật lại mình rất là hay luôn anh em ạ. Thua rồi anh em ơi, bạn này thua rồi. Đánh nào nữa. Phê rồi anh em ơi. 30 có dương. Làm tiếp một ván nữa mình nghỉ anh em nhé. Nghỉ thì video này thôi. Trung Truy Sang Trung 9:48 anh em ạ, cũng khá là muộn rồi. Nốt ván cuối anh em nhé, xong rồi mình sẽ xin phép dừng video anh em nha. Nhìn ngó tí. Bạn này đang dìu. Bạn này cấp 6 mình hốt lắm anh em ơi. Bóng ngỡ ngàng thánh sĩ trang sầu lặng khoe. Có bộ ba cung không ta? Bộ ba cung mà chết tất này. Sầu lặng khoe. Ôi tui thả nhầm anh em ơi, mình thả nhầm nhá, hoàn toàn này mình thả nhầm anh em ơi, không hiểu tại sao mình có thể nhầm được á. Mình chả hiểu tại sao mình có thể nhầm được pha vô lý như vậy luôn. Một pha nhầm phải nó hết sức là vô lý luôn anh em ạ, chứ không phải là cố ý mà là vô lý luôn. Được rồi, đừng chết con đấy anh em ơi, con đấy là rất quan trọng của mình luôn đấy, con đấy mà chết thì hỏng bét luôn. Ok anh em nha, không được gì.
Anh em nhìn bộ ba cung bọn mình xử lý này. Bộ 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 ba cung 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 bộ ba cung, anh em nhìn bộ ba cung xử lý chưa? Bạn này gần như là rời đỡ đỡ trong vô vọng anh em ạ. Eo player luôn. Rồi ok, bạn ấy đã giết con rồng anh em nhé. Nhưng mà cái con Viking của mình vẫn đánh vào thành. Sập rồi anh em ơi. Win anh em nhé. Một pha phải nói là chống đỡ, phải nói là còng rừng anh em ạ. Rồi như vậy là sau một clip hành với bạn Get 4 và đánh nhiệm vụ thì mình đã giành chiến thắng tất anh em nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Nếu bạn thấy clip của mình hay thì nhớ cho mình một like, một subscribe, một chia sẻ giúp mình nhé. Ok, gặp anh clip tiếp theo.